Trên 3% dân số Việt Nam đang được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Thưa quý vị, theo số liệu từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hiện nay cả nước đang thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng cho 3,356 triệu người, tương đương khoảng 3,35% dân số. Trong đó, có 1,417 triệu người cao tuổi, 1,612 triệu người khuyết tật, 21.000 trẻ em đang hưởng chế độ đối với trẻ em mồ côi, mất nguồn nuôi dưỡng, 146.000 trẻ em hưởng chế độ đối với trẻ em dưới 3 tuổi, 84.000 người đang hưởng chế độ người đơn thân nuôi con dưới 16 tuổi, 76.000 đối tượng khác. Đáng chú ý, hiện nay có 349.000 hộ gia đình, cá nhân đã nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng hàng tháng.